định kiếp cứu thế, nguyệt tuệ Bồ Tát từ bi. Nỗi khổ của chúng sanh là nỗi khổ của ta, kiếp nạn của chúng sanh là kiếp nạn của ta, nỗi đau của chúng sanh là nỗi đau của ta, mê muội của chúng sanh là nỗi buồn của ta, ngu si của chúng sanh là nỗi lo của ta, bi ai của chúng sanh là tổn thương của ta. Tất cả vấn đề của chúng sanh đều là ta gánh chịu, bất kể là sai hay lỗi, ta đều gánh lấy trách nhiệm. Bất kể hành trình bao nhiêu khảo nghiệm, bất kể thuyền gặp bao nhiêu sóng gió, bất kể đường đạo bao nhiêu trắc trở, bất kể cuộc đời không như ý, tất cả mọi thứ, tất cả khảo nghiệm, tất cả khó khăn, tất cả kiếp nạn, ta đều một vai gánh lên. Bởi vì chúng sanh đều là Phật tính Như Lai, chúng sanh đều đang si mê điên đảo, dùng từ bi cảm hóa, dùng hỷ xả cứu vãn. Tuy hành trình khó khăn, tất cả ta đều gánh kiếp cứu nạn, chỉ vì chúng sanh tỉnh ngộ mà tu đạo, chỉ vì chúng sanh được lên pháp thuyền. Đau khổ hơn nữa, khó khăn hơn nữa, kiếp nạn hơn nữa, hồng thề nguyện lập của ta là đỉnh kiếp cứu thế. Ta là Trung Hoa Thánh Mẫu, phụng mệnh mẫu giáng lâm Phật đường, cúc cung tham khấu. Hoàng mẫu hỏi lại chúng sanh có khỏe không, bình tâm tịnh khí đợi dặn dò. Đồ nhi gặp cơ duyên phổ độ này mới được lên pháp thuyền cứu thế. Bất kể quá khứ vạn thế lụy kiếp, như nay đều được tu trở về trời. Lão mẫu không đành ngọc đá đều hủy, bèn giáng xuống đường kim tuyến chỉ dẫn. Chỉ cần các trò chân tâm thành khẩn, chỉ cần các trò gấp rút hành công, chỉ cần các trò nhận lỗi sám hối, chỉ cần các trò chân quán huyền quang, chỉ cần các trò chí thành cứu chúng, bình đẳng tất cả trả về tự nhiên. Chỉ cần các trò chịu cực chịu khổ, có thể chiêm thượng đức để tổ hưởng. Chỉ cần các trò chân thành tu đạo, trời xoay chuyển để quang minh đến trước. Hiểu không? Phụng hiến hy sinh hộ đạo trường, dũng cảm gánh vác tiên phong anh hùng, có đức có hạnh mới thành đạo, tạo ra điểm tựa tự nắm bắt lấy. Các trò thành tâm đến trước Phật, tâm trò bình đẳng tu tính trước. Vì đạo không từ hết mình khuyên, chân tâm thành ý hóa đại thiên. Nay biết được mạc hậu đã đến, phải lấy đại công vẹn đức toàn, hóa giải vô biên chúng sanh khổ, một tâm một ý vì đạo tuyên. Lái pháp thuyền sóng gió tiến lên, cứu vạn cũ lục đăng tiên thiên. Chỉ cần lòng thành sẽ cảm hóa, chỉ cần có đức sẽ xoay chuyển. Hiểu rõ mục tiêu của đời người mới có thể kéo dài đời nay. Không ngộ được đại sự tính mệnh, há có thể lên được thiên đường. Không nghiên cứu tìm tòi chân lý, há có thể hiểu rõ mê muội. Không gánh vác trách nhiệm trên thân, há có thể liễu nguyện về trời. Không sám hối tội lỗi đã phạm, há có thể gương mẫu trong đạo. Không phân tích lý lẽ thấu triệt, há có thể hiểu lời thật giả. Giáo hóa chúng sanh từ bi hiện, buông xuống ngã chấp trừ ngã tướng. Chân lý không hành trong đời sống, sao lấy thân cảm hóa hữu duyên. Hiểu không? Các trò ơi, các con cực khổ rồi. Các con vì chúng sanh bôn ba khó nhọc, vì điều gì? Các
con vì hậu học đổ mồ hôi và máu. Vì điều gì? Các con xả thân vì đạo cho chúng sanh. Vì điều gì? Vì điều gì? Vì họ minh lý kiến tính, có thể lập chí tu đạo cho tốt. Các trò ơi, người khác luôn suy nghĩ và lo liệu cho các con. Người khác luôn hy sinh cống hiến cho các con. Các trò ơi, các con là giảng sư, các con là Bạch Dương Thiên Sứ Thế Thiên Tuyên Hóa. Các con đã làm gì cho chúng sanh? Các con đã cống hiến gì cho đạo trường? Nghĩ xem, các con đã liễu nguyện mình chưa? Chí hướng của các con ở đâu? Miệng các con luôn nói thiên ân sư đức, báo ân ở đâu? Các con hành động đều hợp với đạo không? Các con vì chút xíu khổ liền không muốn tu đạo phải không? Các con vì một câu phê bình của tiền hiền động tu liền không đến Phật đường phải không? Các con nghĩ xem, các con vì điều gì mà đến? Các con vì điều gì mà bàn? Cửu huyền thất tổ của các con đang chịu khổ, các con có biết không? Nghiệp lực vô thường của các con đã tụi kịp đến nơi rồi, các con có biết không? Oan khiếm của các con đã cắn sát bên, các con không biết sao? Đường đi còn bao nhiêu khảo nghiệm, các con có nghĩ qua chưa? Kêu các trò một tiếng, các con đều là bảo bối của sư mẫu. Trên hành trình ta không đành, không nỡ buông tay, các con biết không? Độ nhi ơi, bao nhiêu khổ, bao nhiêu tội đều tính vào thân ta vậy. Để trò ta tu đạo cho tốt, để trò ta có thể từ từ minh lý. Đồ nhi ơi, sư mẫu sờ đầu con, dìu con dậy, mau mau đứng lên. Đồ nhi ngoan ngoãn, nỗi khổ của các con sư mẫu đều biết, nạn của các con sư mẫu đều giúp đỡ. Tất cả đau khổ tìm đến các con, sư mẫu ta đều gánh lấy. Chỉ sợ sư mẫu chịu khổ cho các con chưa đủ, sư mẫu chịu dày vò cho các con chưa đủ, cho nên các trò của ta vẫn còn chấp mê bất ngộ. Trò ơi, sư mẫu đau lòng khi các con đổi nắng đi từng nhà đổ người lên bờ. Sư mẫu không đành, nhưng cũng chỉ có như vậy, các con mới có thể hành công lập đức. Đồ nhi ơi, khi con khóc, sư mẫu không đành biết nhường nào. Trò ngoan ơi, con đừng quá lưu tâm đến lời nói của người khác. Là tốt thì đó là khích lệ chúng ta, là hủy báng thì đó là thành tựu chúng ta. Đời người này chỉ cần có tu đạo, chịu khổ chịu hủy báng có là bao. Đời người tại thế chỉ cần được hành công, làm nhiều một chút có là bao. Đời người tại thế chỉ cần có thể lập đức, bị người khác giày vò có là bao. Đồ nhi ơi, con đường sư mẫu đi qua, mỗi bước mỗi đoạn, mặc cho thời gian không gian thay đổi, tâm trí ta, tâm nguyện ta trước sau không giảm, trời đất soi xét. Vì hoằng dương đại đạo, gió hay sương, mồ hôi hay nước mắt, ta đều không sợ. Mưa bom lửa đạn, tâm của ta vẫn vậy, không một chút sợ. Vì chúng trò, thiên sơn vạn thủy, thiên ma vạn khảo, mai danh ẩn tích, không ra khỏi cửa, ta đều cam chịu. Các trò ơi, tâm các con có như sư mẫu không? Các con chịu khổ vì chúng sanh, các con có oán trách không? Các con vì chúng sanh bôn ba nam bắc, đội nắng dầm mưa, các con có hối hận không? Các con hy sinh phụng hiến vì đại đạo,
có từng hối hận hay không. Các trò ơi, các con phụng hiến không uổng phí đâu. Sự hy sinh của các con sẽ trở thành mẫu mực. Chỉ cần còn hơi thở này, đường đi xa bao nhiêu, nhất định đi bấy nhiêu. Đạo phải phổ biến khắp các nơi, muốn rộng bao nhiêu thì rộng bấy nhiêu. Chỉ cần tinh thần của các con như sư mẫu, chỉ cần chí nguyện của các con có thể định kiếp cứu thế. Trò ơi, hãy tu cho tốt, hãy thật sự sửa đổi thói hư tật xấu của con. Ơn trên khảo nghiệm ở chỗ con lưu tâm nhất, ơn trên sát hạch ở chỗ con chấp trước nhất. Hai câu này các con đi tham ngộ thì biết. Trò ơi, tu tâm cho tốt, đừng uổng phí đến nhân gian này. Đừng ở đạo trường một cách vô ích. Các con nhất định phải chân tu, chịu được khảo nghiệm của người khác. Các con nhất định có duyên phận lớn. Trò ơi, vì thời gian có hạn, sư mẫu không đành đối với chúng sanh. Hãy tu đạo cho tốt, thường xuyên phản tỉnh ngôn hành cử chỉ của con, niệm đầu của con. Mỗi ngày sửa một lỗi, lập chí hướng, mỗi tháng không phạm lần hai, từ chỗ nhỏ tích cát thành núi, được không? Mọi người hãy tu thân chánh niệm cho tốt, từ biệt mẫu và trò, trở về tiên thiên.